Con nói lại cho mẹ nghe được không? Mẹ không hiểu. Tại sao hai cái ba là six? Đúng rồi, thế gọi là gì? Gọi là 2 lần 5. 2 lần số 5. Đúng không? 5 cộng 5 mà. Mà ai dạy con tự nhiên con đi có cái màn gọi là 2 lần 3 là 6. Cái gì 16? À con cộng vào với nhau hả? Là 2 lần 3 cộng với 2 lần 5 hả? Trời ơi, sao con giỏi vậy? Con còn chưa được 5 tuổi nữa cơ. Sao chưa gì bây giờ đã chuyển qua học cấp số nhân thì con có biết như thế người ta gọi là multiply không? Cái đấy gọi là cấp số nhân. Là như thế này này. Là giống như Bơ giải thích cho mẹ đấy. Là một lần của 3 thì là mấy? Mình chỉ cộng một số 3 thôi. Không gãi nữa, quay đây, quay đây. Là bao nhiêu còn chưa nói kìa? 16 à? Thế giờ mẹ đố bơ. 3 cộng 3 cộng 3 bằng mấy? Là mấy số 3? Ui da. Trời đất ơi, đập đầu vào đâu chưa? Chị bơ đập đầu vào đâu nhỉ, úi nhỉ? Trời ơi. Này, mẹ bày trò ra cái trò này. Xong rồi bây giờ đẹp quá trời. Bơ đâu? Ra đây mẹ thổi đầu cho. 9. 9 à? Thế con thế là ở đấy có mấy số 3? Có 9. Có 9. Là cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng. Bữa con đập đầu vào có đau không? Hả? Thế mẹ đố bơ. 5 cộng 5 cộng 5 bằng mấy? 5 cộng 5 thứ 5 Thế là mấy số là 5? mình 5 15. 15 là có 5 cộng 5 cộng 5 5 là có mấy số 5? À, 3 số 5. Thế vậy có nghĩa là 3 lần của số 5 cộng lại. Ơi ơi, tôi không gãi nữa. Trời ơi, con là mẹ ngứa quá. Tối nào cũng thế. 8 cộng 1 bằng 9. Tốn hết cả áo lên. Ơi. Mẹ biết thôi ra. Mẹ biết 10 với 11. Mẹ biết cái gì? 10 với 11 là con số, là number. So I have something for you. I have something with you to 10 with 11. So 1 and 1 is 2 and then 0 and 1 is 1. Đúng rồi. Zero là nothing, là mình không có cái gì hết. Cộng với 1 bằng 1. It must be 21. Cái gì? 21. Tại sao lại 21? À 10 với 1, 11 hả? Ô giỏi quá. Thế có nghĩa là ý con là 10 cộng với 11 thì con sẽ lấy một cộng 1 xong rồi 1 cộng 0 hả? Khiếp. Con tư duy nhanh quá mẹ không hiểu nổi. Rồi bây giờ mẹ hiểu rồi. Ơi. Con dựng sách của con lên đi, sắp đổ rồi kìa.
Đấy, thì có mấy cái quyển sách trước mặt con đây. Mà ngày mai nhá, đọc sách xong, viết sách xong mà lại không xếp lên gọn gàng nữa thì thôi nhá. Ôi trời, thôi rồi. Để. Cộng bao nhiêu? Mười cộng mười lăm á? Khó quá nhỉ. Mười cộng mười lăm bà bằng mười sáu à? À. Oh my gosh, how do you know? Giỏi quá trời. Trời ơi.